Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh đem đến cho anh em hai chiếc xe của nhà Kawasaki, chung phân khối, chung mã lực, chỉ có khác kiểu dáng thôi. Và hai con xe này Minh bán đồng giá luôn. Giá của nó là 87 triệu cả hai con xe. Rồi bây giờ thì mình sẽ xem một cái clip quay đẹp về hai con xe này ha. Mọi người thấy Minh có đẹp trai không? Đẹp trai lai lai giống con bà hai. Ta nói ngồi trên cái con Sport là lúc nào cũng thấy là nhìn ngầu, nhìn rất là cá tính. Ây da, trời sắp mưa, ráng nói nhanh nhanh lên. Thì cái con Kawasaki này anh em nhìn qua tưởng ZX10R không à. Tại vì cái màu này là màu bản kỷ niệm 30 năm. Đây, 30 năm anniversary nè. Đó, đây, chỗ đây có logo, quay gần logo cho anh em xem. Thì hai con xe này đều là 296 phân khối và 39 mã lực. Như cái con Ninja 300 này đây, thì cái màu này rất là đẹp ha. Minh ưng cái màu này nhất trong các đời. Đời này là cái màu của 215. Thì con xe này Minh đang review con xe mà Minh đang bán luôn nha anh em. Đó, Minh đã mua được hai em xe này về và cùng một cái kiểu dáng, cùng một cục máy luôn. Thì thật cơ bản á, là cục máy của con Ninja Z300 này y chang cái cục máy của con Ninja 300. Nó chỉ khác là con này Sport City, còn con kia là dòng Next. Con kia chuyên trị thành phố, nhưng mà con này chạy thành phố cũng rất thoải mái. Tại vì con này Sport City ghi đông nó cao lên. Anh em thấy không, ghi đông nó cao lên, mình ngồi thoải mái và mình chở bạn gái cũng rất là ok ha. Hồi trước mình cũng đã có một con này hạ xuống thùng Sport để chạy chắc đó anh em. Anh em mà có coi clip cũ của mình á là biết hồi ngày xưa mình cũng đã từng chơi con này ha. Thì con này chạy rất là ok luôn. Có thể nói phụ tùng của nó mình biết chỗ nên mình mua rất là rẻ luôn, bố thắng trước bố thắng sau, nhông sinh rỉ rẻ như Exciter Winner. Còn anh em không biết thì anh em mua ở chỗ khác thì nó sẽ mắc ha. Mình chơi mình thấy rẻ. Ở đây thì hai cái bảng đồng hồ nó y chang nhau, giống y chang nhau. Đây, qua đây, quay qua đây cho anh em xem. Em phải quay ở đây Ninja 300 và bên đây là Z300.
quay nhanh lên để không thôi là trời nó mưa. Mọi thứ hầu như là giống hết toàn bộ. Thì cái màu này anh em nhìn sơ qua cứ tưởng ZX10R không á, đi ra đường là cứ tưởng ZX10R. Giá rất là rẻ luôn, order rất là thấp, hai con xe đều rất là đẹp. Đó, thì con xe này có gì, có chống độ, có để coi coi. À, bảo vệ các nước, đèn hậu rất là đẹp, quay đèn hậu cho anh em xem. Tranh thủ quay đi không thôi là mưa. Thì có hai con này tiếng máy tiếng bồ như nhau. Thì bây giờ thì đề lên thì nó cũng như nhau, con này bô zin rất là nghe rất là ấy, rất là bình thường. Rồi con này bô độ thì anh em đã nghe rồi. Con này hiện tại ZX300 này mình cũng đang bán luôn nha, hai con đồng giá luôn, 87 87, rất là lực. Mọi người coi, con này là vỏ Michelin, con này vỏ mới luôn, vỏ mới toàn bộ. Đó, con này vỏ chưa lăn bánh luôn nha em, chỉ lăn bánh từ showroom ra đây để quay clip cho anh em xem đó. Nhớt nhau mọi thứ đều là ổn định hết. Và hai con này chìa khóa nó cũng như nhau nè anh em. Đó, có thể lộn luôn ấy. Anh em gắm là có chừng lộn. Ây da, gắm, à nhớ rồi, nên mình phải đánh dấu thôi. Con này có cục trắng là con ZX300. Còn con này có cục này là Ninja 300. Đó. Thì con này thì ghi đông nó sẽ ngồi nó sẽ thoải mái hơn con này nhiều, nhưng mà nó khác hơn một xíu thôi. Mình cảm thấy mình ngồi khác hơn một chút xíu. Anh em nào mà có di chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh nhiều thì chọn ZX300. Rất là ok luôn. Những con này thì chạy ra khỏi nói rồi, nồi đồng cối đá đẹp chuẩn. Tại vì mình phải quay gấp á, trời mưa cho nên có những chỗ mình nói nó không có được ok lắm nha, thì anh em thông cảm cho mình. Anh em chỉ coi chủ yếu là coi cái chất xe thôi. Bây giờ mình sẽ mời một bạn nữ 1m60 vào để ngồi trên xe, mục đích là ngồi trên xe cho anh em ngắm. Em ngồi thử đi, coi thử cái cảm giác nó có khác gì không. Rồi em cho lại mọi người một cái nhận xét. Đây, Gia Hong Phọt, ông Địa đang ngồi trên chiếc Ninja 300. Cảm giác sao? Chia sẻ lại coi. Lâu quá không được ngồi xe, cảm giác lúc nào cũng tuyệt hết trơn luôn á. Đâu, ở đây là anh nói em á là phải chia sẻ cái cảm giác ngồi để cho anh em mua xe. Mấy sáu ngồi xe sao? Một mấy sáu là ngồi xe cũng có rất là thoải mái nha mọi người. Hân ngồi mà chống chân tới luôn nè, không có phải nhón cái gì hết. Còn về phần góc lái thì cũng rất là ok, hồi nãy không có lái thử rồi. Rộng đúng không? Dạ, rộng. Góc lái rất là rộng, không có bị cản góc lái. Một cái điểm mà mình không thích ở hai con này á, nó phải mà trang bị phục upside down là rất là ok ha. Nó không có upside down, với lại nó không có hiển thị số nha. Không có hiển thị số cho người mới tập chơi, chỉ hiển thị giờ, báo xăng, rồi báo km, rồi vòng tua thôi. Phải tự nhớ số đó. Tự nhớ số đó, ừ. Thì em chạy con này em cảm giác nó sao? Giọt, bóc. Giọt, bóc. Bóc. Nói gì nữa? Nhớ số với mẹ luôn. Rồi, thì đây là con Ninja 300. Rồi bây giờ mình sẽ cho Gia Hân chở mình thử nha. Gia Hân thử nè. Ôi Gia Hân ơi, sắp mưa rồi Gia Hân ơi. Tự nhiên nãy nắng chang chang bây giờ mưa. Rồi ok. Thì ngồi sau ra mình nghĩ sao ta? Ví dụ mình ngồi sau thì nó cũng cao, nó cao nha, nó cao. Và ngồi cũng được á. Ngồi cái thử đi. À, anh yêu chở em đi anh yêu. Thắng gấp là vô gì? Đó. Quỷ không à? Quỷ đồ quỷ. Quỷ. Ok, ngồi thì mình nói là cảm giác được, nó đỡ hơn cái những con thùng sport nha. Đỡ hơn R15 GSX 150, đỡ hơn CBR 250 RR thì nó đỡ hơn thôi, nhưng mà mình nghĩ là đi xa nó cũng hơi mệt. Ok, cảm ơn em. À, con này còn gì để nói không? À, con này ABS trước sau nha, cả hai con đều giống nhau. Rồi bây giờ em qua đây, rồi em ngồi con ZX300 thì cái cảm giác nó khác như thế nào? Qua cho anh em xem. ZX300 vỏ mới quá anh em, chưa lăn bánh luôn, rất là thích luôn, đẹp lắm. Anh em mua xe bên mình thì khỏi lo cái gì hết á, chỉ về là chạy thôi. Con này thì có chống đổ, bô độ, bảo vệ các nước, rồi, vân vân. Con này thì dạng nắp kẹp thì nó phải thoải mái hơn cái con Sport rồi, nhưng mà cái phần chống chân nó cũng ngang ngang với con bên kia á. Nó cũng không có phải là phải nhón như những cái con khác mà hơn chạy. Theo em nghĩ là nó bằng, nó sắp xỉ bằng luôn á. Ngồi nó cảm giác thực tế của mình thoải mái. Anh em xem thông số kỹ thuật một phần thôi. Nếu như anh em muốn review theo thông số kỹ thuật á, mình vẫn có thể làm được. Để cái bản thông số kỹ thuật ghép vô rồi mình đọc y chang. Nhưng mà bây giờ mình muốn là thực tế, người thiệt, mắt thiệt để cho anh em
nghiên cứu và anh em mua một con xe để đi khỏi bị cái gì đó 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 đó, đó. Rồi em ngồi em thấy cảm giác sao? Rồi bây giờ anh sẽ thử luôn, anh làm em bé của em ha. Rồi ok. Nó lâu lâu mới mời được diễn viên Gia Hân ra để review xe á. Ok. Thì con này thì cảm giác mình ngồi thì nó vẫn y chang con kia, cơ bản hai cái yên nó giống nhau quá. Nó giống nhau cũng y chang vậy luôn. Nhưng mà con này cái cảm giác mình nó ít trượt hơn phía trước nhiều. Đúng rồi, ngồi ít trượt hơn phía trước nhiều. Chở sẽ đỡ phải bị đè lực hơn. Ừ, đâu em thắng thử cái. Ó, thật á, lọt xuống luôn. Rồi lọt xuống luôn mà. Rồi, thì ở đây á anh thấy em có thấy là cái bình xăng con này nó bằng giống nhau hay là khác nhau ta? Hình xăng con này anh thấy nó bự hơn á, nó bự hơn một chút xíu á, nhìn nó đẹp hơn. Hay là do nó màu xanh ta? Không, nó bự. Không, do nó bự hơn thật. Phải không? Tại không, vì cái bình xăng nó ngang ngửa với con GTX nè. Đâu? Đâu để nhìn. Đâu anh em, em quay qua đây cho anh em nhìn cái góc nhìn coi bình xăng con nào bự hơn nè. Bình xăng con này thì nó có dáng, anh thấy nó ngang ngang à. Coi coi, con mắt anh em nhìn coi. Bằng nhau mà. Bự hơn. Tao tức tao á. Bằng nhau hay bự hơn? Bự hơn. Anh em hãy comment bên dưới coi nó bằng nhau hay nó bự hơn nha anh em, để phân tích cho nó rõ. Ok anh em. Rồi. Thì giá bán của hai con này thì đó 87 triệu. Anh em nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại của Minh Baker 0916640653 hoặc ghé thẳng showroom của mình để lựa con xe cho phù hợp nhất có thể. Nhưng mà mình thấy con này rất là tuyệt vời, rất là đẹp, không có gì để chê nữa, rất là đẹp ha. Còn con này anh em muốn mới thì anh em về thay hai bóng đèn led vô là ok, tại vì nhà sản xuất là sản xuất là đèn halogen. Rồi nếu như con nào có bán không, có bán không? Miễn phí hả? Ế quá à anh em. Có nghĩa là hồi xưa á, người ta là kén rẻ á, mà con gái mà nó tào lao quá anh em, thì nhà phải cho môn đăng hộ đối, phải cho thêm là cái gì? Cho thêm tiền, có nghĩa là mày cưới con gái tao đi, ai mà cưới con gái tao thì tao sẽ cho 5 quan tiền, 10 ruộng đất. Tại ế quá không có ai thương á, nên phải bỏ thêm tiền. Ví dụ chẳng lẽ bây giờ mình chồng chào hỏi anh em là: anh em ơi, ai mà quen em gái tôi đi, tôi sẽ cho một chiếc mô tô, một năm bảo trì nhất miễn phí. Có vậy đúng không? Vậy đi. Rồi ok, vậy là video của mình sẽ kết thúc ở đây. Tại vì mưa mình sẽ nói rất là gấp, giờ mưa nó phui phui đó, thì nó sẽ rất là thiếu nhiều chi tiết. Thì anh em thông cảm, anh em có thể xem và anh em có thể đánh giá là anh em thích con nào hơn. Mình nghĩ là anh em nào thích dòng sport thì chọn sport, và anh em nào thích nách thì chọn nách, chứ hai con này là tuyệt vời rồi. Hai con này có thể nói là siêu phẩm trong dòng phân khối nhỏ những năm 2017-2018 á. Rất là hot, rất là ok luôn, bây giờ vẫn rất là bền. Con nào cũng có odom mới có mười mấy ngàn thôi, nồi đồng cối đá. Tuyệt vời. Hai con xe này không có gì để chơi hết, và nó cũng không có cái lỗi vặt nào mà đáng kể, không có lỗi vặt luôn anh em. Chỉ có cái chén cổ anh em đi một thời gian á, mấy con này là chén cổ anh em đi một thời gian là nó sẽ bị cứng, thì dễ thôi anh em tháo ra anh em vệ sinh lại, không biết thì chạy qua mình để mình vệ sinh. Hầu như những con này mình đã vệ sinh hết chén cổ cho anh em mà, anh em chỉ về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. À một cái lỗi nữa, đúng rồi, nhắc tới xăng mới nhớ lỗi nữa, hai con này lỗi nặng luôn anh em. Nếu như anh em không chịu được cái lỗi này thì anh em đừng có mua. Có nghĩa là hết xăng là anh em sẽ dắt bộ đó anh em, rất là cực luôn. Cười cái gì? Vậy thôi, nãy giờ nói lan man. Cảm ơn anh em đã ủng hộ Minh Baker, mình sẽ cố gắng tìm nhiều chiếc xe nữa cho anh em mua. Dạ, con này là biển số thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn con này là biển 8431. Con này là gốc chủ trước là gốc con Ninja 300 là gốc thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì nói chung là sang tên cũng rất là rẻ thôi. Còn con này là cơ bản là biển nó thành phố Hồ Chí Minh rồi. Ký giấy ủy quyền hoặc là ký mua bán gì bình thường. Con Z300 này nè. Rồi, ok anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em rất là nhiều ha.